Từ lâu, việc làm đẹp bằng trang sức vàng 24K đã trở thành một phần không thể thiếu với phái đẹp. Dù theo đuổi nét đẹp truyền thống hay hiện đại, phụ nữ tinh tế sẽ biết cách đầu tư vào điểm nhấn đặc biệt cho riêng mình để tỏa sáng. Mặc dù trên thị trường có nhiều thiết kế với chất liệu khác nhau, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý, bỏ túi những thông tin hữu ích cần tìm hiểu trước khi sở hữu những thiết kế trang sức vàng 24K. Chúng ta hãy cùng Vàng Thi Loan đi tìm hiểu những lưu ý khi mua trang sức vàng 24K nhé. Đầu tiên, hiểu rõ về tuổi vàng. Tuổi của vàng là thuật ngữ được hiểu như đơn vị đo độ tinh khiết của vàng tính theo thang độ carat. Số K càng nhỏ thì hàm lượng vàng nguyên chất càng thấp. Vàng 24K dùng để chỉ loại vàng có độ tinh khiết lên đến 99,99% nên có tên gọi khác là vàng 4 số 9, vàng dòng, vàng ta. Thứ hai, mẫu mã và thiết kế sản phẩm. Mặc dù được sử dụng rất nhiều trong ngành chế tác trang sức, nhưng vàng nguyên chất 24K luôn được xem là sự thách thức đối với bất kỳ người thợ chế tác kim hoàn nào. Đặc tính cơ lý của vàng nguyên chất 24K là mềm, dễ biến dạng nên khó khăn lớn nhất trong quá trình chế tác là đảm bảo được sự tinh xảo, độ cứng khi sử dụng cho mỗi món đồ trang sức. Khách hàng nên tìm tới những cửa hàng trang sức lớn có sở hữu những thiết kế trang sức vàng 24K vừa có tính thẩm mỹ, vừa bảo toàn giá trị. Thứ ba, thời điểm hợp lý để mua trang sức vàng 24K. Trang sức vàng 24K ngoài giá trị làm đẹp còn là một kênh đầu tư tích trữ. Vì vậy, mua trang sức vàng 24K thời điểm nào quyết định lớn tới việc lời hay lỗ. Giá vàng 24K phụ thuộc vào giá vàng thế giới và trong nước, không nên chọn thời điểm có nhiều biến động để đầu tư. An toàn nhất, khách hàng nên lựa chọn thời điểm giá vàng bình ổn. Thứ tư, chọn thương hiệu uy tín để mua trang sức vàng 24K. Trên thị trường có rất nhiều trường hợp mua phải vàng gọi là vàng non hoặc không đủ trọng lượng theo giấy tờ xuất ra. Khách hàng nên chọn mặt gửi vàng tại những địa chỉ uy tín. Đơn cử như doanh nghiệp Vàng Bạc Thi Loan chúng tôi với những mẫu mã trang sức vàng 24K đa dạng, phong phú, hợp thời, phù hợp với các lứa tuổi. Nhằm mang tới cho khách hàng cách nghĩ mới mẻ về vàng 24K, bên cạnh khả năng bảo toàn giá trị, chúng tôi luôn cập nhật nhiều mẫu mã trang sức vàng 24K mới nhất, từ đó mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho người sở hữu. Trên đây là những thông tin chi tiết về trang sức vàng 24K mà Vàng Bạc Thi Loan mong muốn gửi đến bạn. Rất mong đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp các bạn có thể lựa chọn cho mình những món trang sức phù hợp với bản thân. Ngoài ra, để có thể cập nhật thêm những xu hướng trang sức mới nhất hiện nay, quý khách có thể truy cập vào fanpage Vàng Bạc Thi Loan hoặc liên hệ đến số 0868 023366 để được hỗ trợ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy video hay và bổ ích, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh Vàng Bạc Thi Loan nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.